Ok, có lẽ anh em nay chưa chủ nhật nên chơi thử một con game mà vừa tính toán vừa giải đố. Game tên là Fullimai. Game này thì khoảng 2-3 ngày nữa sẽ ra mắt chính thức. Trước con game tôi khoảng 2 ngày á. Game này ngày 1 tháng 11, game tôi thì ngày 3 tháng 11. Con này kết hợp giữa một con game cỡ mìn và mấy con game mìn ở trong với ngoài. Mìn nội ô với mìn ngoại ô. Đây. Theo tôi hiểu thì giống như anh em chơi con game gỡ mìn trên Windows xưa đó, thì số 4 ở đây thì xung quanh 8 ô xung quanh nó sẽ có 4 dấu ô. Tương tự với số 1 ở ngoài, hai cái 1 1 này thì 1 đây 1 đây, số 2 này 2 đây. Chứ không phải là tính số 2 nãy đây là hai ô ngang nha. Số 2 nãy đây đã tính hai ô dọc á. Còn số 1 đây thì 1 ngang 1 dọc luôn. Thì hiểu cơ bản đơn giản như thế, nhưng mà không biết vô game nó làm sao. Khả năng cao là sẽ phải phạm khá nhiều sai lầm để mà qua màn chơi đó. Thành cái đầu lâu nè. Game này 50 follow. Roadmap phát triển thì chắc trong vòng là 6 tháng gì đó, tôi nhớ không nhầm. Đây, từ tháng 4 tới bây giờ tháng 10, chắc trong tầm 6 tháng nửa năm phát triển con game này. Ít nhất là theo cái biểu đồ này chứ thực tế là không biết nha. Thực tế là hơn 8 tháng trước rồi nè. 8 tháng rồi. Thì em cũng rất có đầu tư tâm huyết, nay cũng vô chơi thử nó coi sao. Game đây sẽ tịch rồi, sẽ tin dính cái bút này nè nha. Khi mà bấm vô cái thanh chuột này thì nó lại tính vô cái overlay là lít chuột, vô cái hình lá cờ chọn ngôn ngữ này, nên hiện tại chưa thể chỉnh qua màu khác được. Ồ, chỉnh được màu nữa. Mới thách cơ lô thì chọn màu cam cho nó đậm lên. Ô mình thì nhắc cho nó màu đỏ đây. Hiện tại là dính cái bớt ở lỗi lá cờ nè, không thấy là kéo được cái nhạc nó dịch đây ra đây, ra đây thì kéo được nè. Rồi top 3 đi, mạng một chuột trái là để lật cái ô đó, chuột phải là để cắm cờ cái lá ô đó. Số 2 này ở đây, số 2 này ở đây. Rồi xong mạng một. Số 3 như thế này. Đây. Số 1 này ở đây thì 8 ô xung quanh nó sẽ có một cái bơm là nó nằm chỗ này. Tương tự số 1 dọc nó thì nó cũng có một ô xung quanh. Số 3 này có 3 ngang. Số 1 này thì nó chắc nó không tính hai ô trên đây đâu quá. Nè, ghe vô nó chỉ có hai ô ngang này thôi. Mình số 2 11 11 thì có thể đây với đây hoặc là đây 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 thì ô này sẽ trống. Ô này không biết có không. Số 3 thì có thể là ba ô đầu, tại vì ba ô giữa không được. Ba ô giữa thì cái số 1 này không xài được, hoặc là ba ô cuối số 1 này. Ba ô cuối thì số 2 này sẽ được thưởng. Ví dụ là ba ô đầu ha, thì số 2 này nó chắc chắn gì ạ? Số 1 này chắc chắn gì luôn. Không, ba ô đầu không được, chỉ có ba ô cuối thôi. Ba ô giữa không được. Như thế này là không được rồi nè, tại vì số 1 này nó ra 2 rồi, nên số 2 này bắt buộc nó chỉ có như vậy thôi. Số 2 như gì thì số 3 không được hàng ngang, số 3 nó sẽ như gì. Rồi cái này là 11 đây, còn số 1 cuối cùng.
Ô, cái này xung quanh có ba ta. Là chuyện gì vậy? Đúng là. Rồi ok. Mới màn 3 mà gắt phết chứ. Lên màn 4 này. Số 2. Số 1 này. Số 2 này chỉ tính hàng ngang thôi, không tính hàng dọc. Còn ở đây thì chắc phải mò từ cái đường dưới này lên này. Gì hợp lý không ta? Nhớ cái hình này nha, để hồi tôi bấm lại thử. Không, như nãy là hợp lý rồi. Cái gì? Sai gì cả? Nói gì vậy đó hả? Như nãy cũng hợp lý mà, như vậy cũng hợp lý. Đây có khả năng có bom. Đúng rồi. Số 5. 1, 2, 3. 4 5. Sai chỗ này. Rồi ok qua mày. Game khó phết đó chứ. Nên không biết bắt đầu cái hướng nào trước. Có số 1 ở đây rồi, ở đây có chỗ bơm rồi nên sẽ còn cái số 3 này nó buộc phải đi lên thôi. Coi như xong nửa bên trái. Ta dựa vào số 2 này. Cái này 21. Thì hai trước một sau là cố định luôn không ta? Cái gì cho bơm có thể ở đây cũng có thể ở đây nữa. Một ở đây hoặc đây. Chúng ta chưa biết được chỗ nào. Nếu ở đây thì cái dãy này nó trắng luôn. Còn nếu bên đây thì có thể hai ô này với ô này. Số 3 thì hai ô này trắng rồi đó. Hai ô này trắng rồi, cái ô này trắng luôn. Này trắng luôn. Ủa? À cái này chỉ có số 2 thôi, nãy tính nhầm. Qua mạng sai hơi bị nhiều một tí. Chấm hỏi này là có bơm nhưng mà nó không phải là số 0.
Ở trên hay ở dưới? Trên hay dưới đây? Tại này có một số mà ở đây nó đổi rồi nên chắc cái hàng ngang này là nó hết rồi đó. Rồi. Bây giờ số 2 ở đây. Bơm chất ăn ở đây rồi. Cái này có thể vẫn là số 2 nếu như số 2 hai ô này. Coi ô này là không biết cái nào hết. Có thể là số 1 hoặc cũng có thể là số 2. Số 2 đây rồi thì trống rồi. Rồi ok. Hết, không có xài. Chị hỏi nhiều quá vậy? Nếu như số 3 ngang đây thì cái dấu hỏi này nó chỉ có thể đi lên thôi. Đi lên thì ở đây số 1 không được. Dấu hỏi này đi ngang này, hai ô này, bốn ô này. Cái hỏi này nó sẽ phải nhỏ hơn 2. Nhỏ hơn 3, có thể là bằng 2. Theo lý thuyết thì là như vậy. Chọn cái ô này. Thằng này cũng có thể là số 1 nữa chứ. Nếu như nó số 1 thì bỏ ô này. Bỏ luôn ô này. Tại vì cái này chỉ có một số à, có chiếc bơm ở đây à. Đấy. Thằng này có thể là số 2. Quên, tưởng đâu số 1 bấm 7. Nếu giữ cái ô này sao chấm hỏi được ta? Nếu giữ cái ô này phải là 1 1 chứ. Nó đâu phải là một số được, nó là một một thì tại vì có hai cái bơm đây mà, không lẽ nãy giờ là tư duy là sai rồi, đang làm lại rồi. Ba cái bơm này là đúng rồi nào. Nên thằng hỏi này là có một cái ở đây thì nguyên cái dãy này trống. Tương tự thằng hỏi này có một trái đây thì nguyên cái dãy này nó cũng phải trống rồi chứ, tại vì cái này nó chỉ có một số mà. Số 2 này ở đây thì chắc ăn hai cái ở đây rồi, như thằng chấm hỏi này nó chỉ có một số. Số kỳ giấy. Vậy thằng chấm hỏi này phải là số 3 mới đúng chứ. 3. Tại vì nó là một thì một ở đây, một đây hết rồi. Vô lý. Vậy là chấm hỏi ngang với dọc nó không giống nhau sao không được. Này 1, này 3. Vai sama.
Hai ba khả năng ô này có nó cao hơn. Một nằm trong hai ô này, ba ô này. Nếu ở đây thì hai ô này trống. Chưa chắc ở đây nữa nha. Đây là số 5 luôn nè. 2, 4, 6, 7. Ở đây thì chắc có một cái rồi. Ở đây có một cái nữa. Vậy là 2. Hoặc là hai cái đây luôn. Nếu đây có thì đây không, vậy là nó như vậy. Còn nếu như nó như vậy, không thể nào biết được luôn. Một ở đây thì hai ô này chắc ăn rồi quên nữa chứ, bấm tầm 7 rồi. Còn cái số 5 dấu chấm hỏi này thì có thể là số 2 nữa. Nhưng mà dấu chấm hỏi này nó vừa cái ô ngang vừa ô dọc, vậy là nó một cái này trống hết à. Vì cái dấu chấm hỏi này nó có cố định méo đâu, nó hàng ngang khác, hàng dọc khác luôn. Nếu như cái này một thì cái này nó năm dọc rồi. Phi logic nha. Câu này là không có yếu tố logic rồi đó. Tại vì chấm hỏi nó vừa ngang vừa dọc như thế này nè, mà cái này có hai ô à, thì cái xác định cái số chấm hỏi này nó phải nhỏ hơn 2. Nhưng mà hồi nãy nó bấm là 5 ô dọc này đều có bơm luôn. Vậy cái dấu chấm hỏi này nó vừa số 5 vừa số 1 à. Tương tự như câu bên đây cũng vậy nữa nè. Cái dấu chấm hỏi này nó vừa là số 3 dọc mà nó vừa là số 1 ngang. Con số này có thể khác biệt giữa hàng và cột luôn. Vậy thì đâu có cần phải đưa dấu chấm hỏi vô làm cái gì nữa. Thay vì đặt dấu chấm hỏi thì nên đặt thành quả bom, nó còn có nghĩa hơn. Có số 3 ở đây thì chắc ăn một trong hai ô này có bom rồi.
Vậy là thỏa mãn cái dấu chấm hỏi này, chị ô này trống à. Một hai ba, một hai ba. Vào trong hai vô này thôi, cái này ba dọc thì nó không liên quan cho mấy. Có hai số vậy, đây với đây. Ba này như gì á, như gì không được. Không biết hai ô trên hay hai ô dưới thôi. Nếu ô trên thì ô này trống, nếu cái bơm bên đây thì ô này trống, thì sẽ có thêm một cái bơm đây nữa. Như thế này số 4 ở đây, còn phải có 4 ô thôi. Số 3 ở đây. Số 5 đây còn 3 ô à. 1, 2, 3, 4, 5. Số 3 đây. Vì cái ô này là phải có bơm, lại cái này một số, nó đâu có thể là hai số được. Rồi khó nhằn phết đó chứ, đôi khi vẫn phải là phép thử cái thôi. Từ số 2 này có thể qua trái không được. Vậy là trong ba ô này hai ô đầu hoặc là hai ô này. Nếu ô này thì số 4. 1122. Ba. 1. Một đây thì nó bốn lên và bốn xuống luôn. Nếu như chiếc bơm ở đây thì số 4 này 3 4 cũng vẫn có thể đúng được. Còn nếu ở đây thì sao? Nếu đây thì không được nha. Ở đây thì không thấy hai ô 1 2 được, nên chỉ có ô này thôi. Vì lô này trống này, tại vì số 2 ở đây thì không thể hai cái bơm cùng lúc bên đây được. Dấu chấm hỏi này vẫn có thể là số 2 ở đây, hai ở đây thì có thể 4, như ô này thì nó cũng dính bơm hoặc là nó trống qua đây cũng được, nên chưa biết được. Mở như thế này mà vẫn chưa ra cái ô nào ta.
đây hoặc là hai đây. Rồi, giờ mở liều như giò mìn đi. Chưa biết được nữa. Vì nãy mở liều là máu này mới đúng nè. Thôi gà đúng kiểu gà mềm luôn. Đây không có số nào cả. Nhưng mà vẫn có thể là có bơm. Tại vì có số 1 đây rồi nên mở được cái ô dưới này. Cái này chấm hỏi là số 1, 1, 2. Thôi chết cũ rồi. Sao lấy sai? Một chiếc bơm đây. Số 2 thì hai ô này bơm. Quái gì vậy? Giờ cái dấu chấm hỏi này nó vừa là 112 luôn hả? Có khi nào là sai không đó? Hay là ba, chấm hỏi này là ba. Nếu một ở đây rồi, một ở đây thì một trong hai con này. Như thế này đi. Sai 8 lần. Thể đây cũng đây được. Chưa biết được. Đây với đây cũng được nữa. Như thế này nè. Đi nằm giữa hay tính luôn hai ô. Như thế này cũng được luôn. Như thế này cũng được luôn.
Rồi sai. Rồi chả biết trên dưới nữa. Níu cho bơm ở đây. Bao này có hai ô có bơm mà chưa biết ô nào. Số 1 đây. Chắc bơm giờ này. Đấy. Rồi ơi. Ô này cũng chả biết có hay không nữa. Nếu như ở ô này có bơm thì số 1 này không đúng. Vì nô này trống. Nếu ô này có bơm thì nó phải thêm hai ô nữa. Thì ô này trống luôn. Rồi sai hai lần. Nãy quên sơ ý ô này. Ô này thì bấm liều rồi. Hai chấm hỏi một 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 hai một hỏi một. Có số không nữa hết hả? Rồi rồi rồi, nó không hiện ra chiếc bơm được luôn. Khả năng bên đây có bơm hơn là liều thôi. Đây có bơm rồi, thì mở ở đâu này. Rồi cái số 1 này không phải ở giữa mà là số 1 này ngang với dọc. Sai rồi, tôi sai rồi.
trước khi bơm nguyên một dọc như thế này luôn á. Có khi hai ô này cũng có bơm đó, hai ô này có bơm thì thành năm không đúng rồi, chỉ có bơm đây, còn ở cái này chắc chắn số 1 đây rồi, đây chống mình đây. Ủa ẩu quá. Bấm lột lại chỗ này. Chỗ này tư duy hơi bậy quá. Gọi anh cám luôn. Thì số 3 gì, một trong hai ô này có một cái nữa hả? Một đây, hai đây chấm hỏi. Người chấm hỏi thì có một cái đây rồi. Ôi ôi, sai tét bét hết vậy. Cái gì đấy? À, hai dấu chấm hỏi này ngược nhau thì số ở đây chính chắc xác là một số luôn. Dưới đây là chắc ăn số 3 rồi. Nó không số 3 sao được. Một một hoặc là một hai nữa, đây có một số thôi. Ơi nguyên dọc này ba cái bơm luôn. Chơi ngu quá, hai ô này đánh liều quá. Này tôi nghĩ là số 2 thôi. Ô này nó có bơm nào. Tại vì ba dọc ba ngang ba đuôi gì cũng phải có ô này hết. Có thể là số 1. Cũng có thể là số 2. Thử câu này là hên xui nè. Bụp. Vậy là số 1 rồi. Giờ biết một nào thôi.
Nếu ở đây thì trống thì bơm đây, đây hoặc đây thôi. Đây hay đây. Tù này thì vẫn chưa biết được. Số 1 đây có thể 1 1 đây cũng được, hoặc là 1 đây cũng được. Hai dưới này cũng được nên chưa biết được. Liều đi. Vì bơm dưới rồi. Có khi là ba luôn không? Rồi ô này có bơm à. Chả thể nào đón được cái khung này. Hai này là hai. Hai thì ở đây không, đây không đúng gì cũng đúng. Trời ơi cái lưu đạn gì chứ nè. Này vẫn có khả năng là số 2 nha. Số 2 thì bơm ở đây. Nó chỉ là 1 2 thôi nên ô này trống. Nếu cái này là 2 thì sẽ có bơm ở đây thì số 1 này là sai. Nên cái này là trống. Do ở đây chỉ có một số thôi nên chắc chắn ở đây là trái bơm. Hai. Chúng ta vẫn chưa biết được hai con nào. Nó vẫn có thể là năm luôn, năm đi dọc đây rồi dọc đây luôn. Đây có số 1 rồi.
nên ở đây chỉ có một ô thôi, vẫn chưa biết ô nào. Đây là hai ô là biết chắc có bơm đó, nhưng mà chưa biết là ô nào với ô nào thôi. Không biết đây có bơm rồi, nhưng chưa biết ô trên ô dưới. Tới đây thì hết tính toán rồi, chỉ có random thôi. Khả năng ô này không có. Rồi, mở dính vô bơm hên xui chứ biết sao giờ. Cái hàng ngang này ít nhất hai chỗ bơm, nên nếu số 3 ở đây thì phải bên đây là hai ô, nên thành ra con này ít nhất là 3 ô rồi. Khoan, chưa biết được. Ba ô, bốn ô luôn hả? Không, bốn ô vậy là có gì đó sai sai đó. Khả năng cao là 3 ô chứ. Ủa còn ô nào nữa? Đây là mình sai chế bơm rồi đó. Rồi rồi, sai chế bơm. Trời ơi, nó nhiều. Bao nhiêu màn chơi không vậy? 15 rồi nè. Nếu như ít ít thì rồi có ba đảo luôn chứ, đảo đầu quá. Tôi nghĩ là còn nhiều màn lắm, chứ không phải nhiều đây đâu. Không có số nào chắc ăn để thử cả. Một hoặc hai thôi. Này tối đa là ba thôi. Thử xong cái ô này xong cũng chẳng nghĩa lý gì luôn. Thực ra đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cái game này có một cái cơ chế gọi là chính xác hoàn toàn không nữa.
Tức là mình có khả năng là không biết tắt luôn á, không có sai sót nào, tất cả suy luận bằng logic ra đúng được cái đáp án đúng luôn, thay vì mình phải đi thử bơm. Hồi xưa cái game đầu mềm trên máy tính thì vẫn chưa có làm được cái tính năng đó, bắt buộc thì lâu lâu vẫn phải có một pha hy sinh. Như như đây có một con số nữa thì dễ hơn, rất tiếc là ở đây không có. Như thế này cũng đúng, mà như thế này thì cũng đúng. Như này thì cũng đúng, như này cũng đúng luôn. Toàn hỏi với hỏi không. Cảm tử rồi có bơm ở đây nên chắc chắn cũng có chơi bơm ở đây. Một để trống nên một trong hai ô này sẽ phải có bơm. Ủa? Chả biết cái ô này nó dọc nó dài tới đâu nữa. Trái hoặc phải thôi. Giờ hy sinh nhớ hết biết đường tính rồi. Câu này vẫn là khả năng là có bơm á, nó dấu chấm hỏi nè. Có bơm, đây cũng có bơm luôn, thấy không? Đây cũng có bơm luôn. Rồi, đến bơm cảm tử nhiêu đó thôi. Đấy. Dấu chấm hỏi là bằng nhau mà. Nếu dấu chấm hỏi bằng nhau thì ở đây một cái bơm thì sao ở đây đang hai cái bơm được?
À, 21, 2 ở đây nó tính vẫn hai cái chục luôn, hàng gì? Sai sót nhiều quá này. Bơm nổ bung bét ra cho nè. Tung té hết cả lên rồi. Con này có bơm chứ quên nữa. Tại đây nó còn số nữa. Như cái ô này xì lựng kiểu gì được ta? Chỉ biết một trái bơm trong bốn ô này. Ok.
lựu đạn. Đây còn một trái bom nữa. Ủa? Trời ơi, 15 phát. Khổ ải đời tôi. Méo gì đấy. Con mắt là cái dạng như mình tính nháp vậy đó. Con mắt này hiện cái mấy cái mình vẽ lên. Có. Ủa tại sao? À, cái hai này nó chỉ tới đây thôi, nó không có qua hai ôm đây. Làm tính đâu là có số 2 rồi, thấy chứ bơm đây bơm vô. Vậy mấy cái ô này sao mà canh được? Rồi, sang nét quét luôn. Cái ô chấm hỏi này là một thiệt. Càng chơi càng đau đầu. Hai đây thì trong bốn ô này. Tại vì cái này có dấu chấm hỏi rồi. Đây vẫn có bơm nữa hả? Vậy là 1-1 á. Quách đỡ. Thì cái này nó là 1-1 rồi. Cái này nó là chấm hỏi 1.
1-1 luôn. Này 1-1 luôn. Trời ơi, trời ơi. Đấy là 2-1 được nữa mà. Bơm hết luôn không? Đây lại có bơm. Khi nguyên dọc này bơm không luôn á. Đó, nguyên dọc này bơm không thì kìa. Nhiệt đầu quá.
để dốt về chơi cái trò này nữa. Giờ bấm đại với hết biết suy nghĩ sao rồi. Ủa? À, còn số 1 chứ anh. Kiểu này đâu bấm đều luôn rồi đấy, chứ đâu có suy nghĩ nữa. Ôi ôi. Đồ này cũng chả biết có hay không. Đau đớn quá. Liều đi. Bốn này. Này hết số rồi. 13 đây. Xung quanh chỉ có hai thôi. Nét bét hết nè. Nét bét hết rồi. Thôi nghỉ, game đau đầu quá. Anh em nào muốn thay loại hắc đảo thì có thể vô thử game này ạ. Mấy cái màu đỏ này là sao ta? Ok, bye bye anh em, đau đầu khiếp.